miền Tây Nam Bộ đang vào mùa gặt lúa hè thu, người dân đổ xô đi bắt chuột đồng về làm đặc sản. Tuy nhiên, lại ít người lưu tâm rằng chuột đồng có thể đã bị đánh bả thuốc xuyên suốt mùa lúa và rất có khả năng người ta ăn thịt những con chuột đã trúng bả nhưng chưa chết ngay. Một số nông dân cho biết bản thân không dám ăn thịt chuột vì trên cả cánh đồng, người làm lúa đều đánh thuốc chuột xuyên suốt để bảo vệ mùa màng. Có con bị lây không chết liền mà khoảng một tuần sau mới chết. Hiện loại thuốc hay được nhà nông bả chuột là loại ngăn cơ thể chuột đông máu. Chuột ăn trúng thuốc không chết ngay, sau đó về hang ổ rồi tiếp tục lây cho bầy đàn. Ít ngày sau, chuột vẫn còn sức đi cắn tiếp, đến khi thấm thuốc mới chết. Ngoài ra, người bán lẫn người mua cũng rất khó để nhận biết thịt chuột khi đã trúng bả thuốc. Bác sĩ cho biết nếu lỡ bắt trúng chuột bị nhiễm thuốc nhưng chưa chết và mang về làm thịt ăn thì cơ thể con người cũng bị nhiễm độc, đồng thời khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc thịt chuột. Người ăn thịt chuột bị dính bả có những triệu chứng nôn ói, đau bụng, nhức đầu hoặc chảy máu chân răng, xuất huyết bao tử, xuất huyết não. Bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị.